Kính chào quý vị, hôm nay lại mời quý vị chiêm ngưỡng hoa nở trong giàn Hôm nay thì nở nhiều lắm, tôi mới đi Sài Gòn một tuần về và nở bung bét luôn Hạc vĩ thiên cung Một cái giống lan nó có thể nở được 10 ngày đến 15 ngày Hoa cực kỳ là bền so với lại các giống hạc vĩ Cực kỳ tươi, dễ ra hoa Không cần phải kích gì hết, tự nhiên ra hoa vậy đó Cũng không cần phải ép, phân hay là ép khô hạn cứ tưới bình thường thôi, tưới đều đặn 3 ngày một lần. Ăn nắng ở dưới một lớp lưới. Mùa mưa thì giá thể còn ẩm thì thôi. Nói chung là bí quyết dùng nước của tôi ở đây á là cứ giá thể khô thì mới tưới. Chứ không phải là ngày nào cũng tưới đâu. Ăn nắng ở dưới một lớp lưới. Đặc biệt là không phun bất cứ một loại phân gì hết, chỉ bón ở gốc thôi các bạn ạ. Tóm lại là giai đoạn này tôi rất lười lười kinh khủng ờ, bón Ben 01 và 20 10 10 là phân thông minh tan chậm của Hàn Quốc đấy gốc thì cứ để một mầm hai mầm này bình thường cây thì nó cũng chỉ ở nhỏ nhỏ như vậy thôi muốn nó to hơn cũng không cũng hơi khó đấy cái này mà để nó thòng xuống là một suối hoa luôn thì cũng rất là đẹp Tóm lại là để khỏe, dễ ươm ki, dễ trồng, dễ chơi, rẻ. Cách đây khoảng 6 năm thì một cọng như này khoảng tầm 6-700 đến 1 triệu một cọng. Còn bây giờ thì một cọng như này khoảng tầm vài chục. Rẻ lắm. Nên nếu mà các bạn muốn là chơi hoa nó nhiều, rực rỡ, dễ chăm á. Thì hạc vị thiên cung nên cần nên có trong vườn. Dĩ nhiên không phải là nên phải có mà nên có nhé Hoa cũng thơm đấy các bạn ạ, thơm ngọt đấy Chậu địa lan Sato siêu to này thì Hôm trước lên clip mấy lần rồi Nhưng mà hôm đó thì mới chỉ có Hai cần hoa này nở thôi Tính đến, đến thời điểm hiện tại ấy, Là hai cái cần hoa này nó nở được gần một tháng rồi các bạn nhé Chưa, chưa hết hoa đâu Chắc là còn phải chơi được thêm khoảng gần một tuần nữa Tóm lại là một vòi hoa này có thể chơi được một tháng Cái chậu này thì tôi trồng vào đây Trồng ở vườn ấy Chắc là được, phải được 5-6 năm rồi nó đầu tiên thì trong chậu nhỏ xong rồi mình cứ cho ra chậu lớn dần lớn dần lớn dần và đây là ghép mấy chậu lại làm một đấy bây giờ thì thành một cái chậu rất là bự đường kính miệng chậu khoảng 50 cm cần hoa này cao gần một mét Hoa rất tươi, rất là bền. Các bạn thích cái màu nào hơn ạ? Như tôi thì tôi thích cái màu vàng kia hơn, nó rực rỡ hơn. Cây này thì mấy lúc mà mới mua về á, à không phải mua mà là lúc mới xin về á, là nó nở Tết nha. Người ta chơi Tết xong nó hết hoa, cây nó cũng xuống cấp. Cho nên là người ta mới tính vứt Thì tôi mới xin về tôi trồng lại vào trong vỏ thông Đấy Bón Ben 01 Thì cứ 2 năm lại nở hoa một lần Năm nay may mắn là nở được bốn vòi hoa Tuy nhiên là bây giờ sắp đến mùa hè rồi Không hiểu kiểu gì mà từ đợt nở Tết nó chuyển sang nở hè Chắc là thay đổi khí hậu các bạn ạ Cái này lúc ban đầu tiên người ta trồng ở Đà Lạt ý Nó cao hơn chỗ tôi và lạnh hơn chỗ của tôi thì nó nóng hơn Đấy. cũng có thể là do kỹ thuật mình chăm nó hơi kém nhưng không sao có hoa là được đây là một giống lan khó trồng khó chơi khó chăm khó thuần cây này rất là yếu nó đỏng đảnh cực kỳ luôn là một giống lan có lông rất là ghét phân và thuốc giá thể thì đòi hỏi là phải khô ráo sạch sẽ Hồi đó mình trồng vào dớn và trong chậu này là thua rồi Sau này á Tôi mà sưu tầm cây này về tôi sẽ trồng vào trong chậu nhựa Với cái giá thể là New Zitaki Hoặc là vỏ thông cỡ lớn Không phun gì cả Chỉ bón ben và 20-10 thôi Một ít thôi Chút xíu thôi Gọi là có thôi Đấy Chứ còn phun phân là nó ngỏm các bạn ạ Hoa này rất là thơm Và cái hoa này có thể bền được hơn một tháng thế cho nên người ta mới gọi đây là kim điệp thơm hay gọi là kim điệp sáp rồi kim điệp nhựa rồi kim điệp bắc đấy nhiều tên lắm gọi tên nào cũng được nhưng mà gọi là kim điệp mà, kim điệp sáp cánh nó bóng loáng đây này hoặc là kim điệp nhựa thì nó thông dụng hơn còn kim điệp thơm thì dĩ nhiên là, là kim điệp thì nó đều thơm cả nhưng bông này nó thơm nồng nàn lắm nếu mà các bạn có khoảng tầm hai chục bông ở trong trong nhà thì thôi rồi thơm lắm luôn đấy. Đây là một siêu phẩm hoàng thảo kèn. Lúc ban đầu tiên á, là tôi chỉ có hai cây thôi, hai cây bé bé. Tôi trồng vào một cái chậu nhỏ nhỏ. Sau đấy thì nó mọc ra được ba mầm, rồi mầm gốc của nó là bị sên nó ăn mất. Sau đó là mọc rất nhiều kỳ ở trên giả hành. Rồi tôi thay sang chậu lớn hơn. Và tôi cũng không cắt kỳ ra để tôi trồng. Mà tôi kệ. Mình cố định cái giả hành vào trong cái móc. Thì đến thời điểm hiện tại ý, là có 12 mầm. 12 mầm gốc nha các bạn. Và rất nhiều hoa. Khoảng tầm 11 cộng đang nở. Hoa rất là rực rỡ. Đấy, thì như các bạn thấy ở đây này, cái bộ rễ của nó là nó đi theo cái giả hành rồi nó đi xuống dưới chậu. Hồi đó là mình hơi chủ quan, mình không có diệt nó, ốc sen. Cho nên là thời gian này tôi cũng rất hay giải bả sen để diệt ốc sen. Đây là một cái giống lan lá nó rất là mỏng. Mỏng dính luôn. Cho nên là cực kỳ ghét bị phun phân và phun thuốc. Thành ra là chúng ta không nên phun cái gì hết. Chúng ta chỉ bón Ben 0,1 và 20,10,10 10 ở gốc thôi. Bón ít thôi, không cần bón nhiều. Cây này trồng cho nó ăn nhiều nắng nha các bạn. Cho nó ăn nắng ở dưới một lớp lưới. Nhưng mà khi hậu mát mát một chút thì sẽ tốt hơn. Nếu mà các bạn trồng cây kèn ở xứ nóng thì các bạn nên làm cái chậu to một tí. Đừng chơi chậu nhỏ cây kèn này này nó đầu tiên khi mà tôi mới chơi cách đây 6 năm chơi hoàng thảo kèn ấy thì tôi nghĩ là cây kèn chỉ thích hợp với khí hậu lạnh thôi nhưng mà sau đó tôi xuống dưới quận 12 thì tôi thấy có một người chơi lan tài tử trời ơi cây hoàng thảo kèn người ta nó cao khoảng một m hai đến m ba to bằng ngón tay cái á khí hậu quận 12 thành phố hồ chí minh rất là nóng nha mà cây kèn nó phát triển kinh khủng luôn hoa cũng cực kỳ nhiều thì chứng tỏ là do mình do mình cách cách mình trồng thôi chứ không phải là do khí hậu đâu xứ nóng vẫn trồng được nha các bạn nhưng mà các bạn đừng có trồng lên gỗ hay lũa như xứ lạnh mà các bạn nên trồng một cái chậu thật to vào chậu to như chậu kia kìa phi 22 phi đến phi 30 giá thể to đấy khi mà nó đã bén dễ rồi ấy, thì các bạn cứ bón ben 01 và 20 10 10 bón ít ít thôi thì bao đẹp luôn. Cây này thì nó ít thơm lắm. Nhưng mà hoa nó được khá là bền. Khoảng nửa tháng. Có khi hơn. Cây này bây giờ giá trị kinh tế của nó hơi bị cao đấy các bạn ạ. Hơi cao luôn á. Ví dụ như một cái cọng như này nhé. 2 này, 4 này. Khoảng hơn 50cm. Thì giá nó cũng phải tầm 300 nghìn. Một cọng. Đó thì tính cho cái chậu này của tôi bây giờ á quy ra tiền nhé. 10 cộng đi. 10 x 4 là phải 4 triệu. Cái chậu này. Đấy, 4 triệu đấy. 4 triệu là còn rẻ nha các bạn. Tại vì uh, có những cây nó cao đến 1 mét cơ. Tuy nhiên là cả nhà cả cửa có mỗi một chậu à. Nên là để quay clip là chính thôi. Cũng uh, không có ý định bán lắm Với lại thực sự cây kèn này cũng kén khách lắm các bạn ạ Người mà biết chơi ấy thì họ lại không mua chậu to như này. Người mà không biết chơi ấy thì sẽ chê đắt. Đấy, đâm ra là hơi bị khó bán luôn. Thành ra là cái chậu như này thì muốn bán được ấy, phải tách từng cây từng cây ra trồng lại vào chậu. Một chậu một cây thôi. Bán khoảng ba bốn trăm nghìn thì may ra còn trôi chứ mà bán 4 triệu vào thời điểm này thì chắc là không trôi được không thể bán được luôn á nên thôi cứ để đấy đã đó. tiếp tục là một em đại mỹ nhân lá cũng mỏng cũng ghét phân thuốc bón ở dưới gốc là được giống y như cây hoa thảo kèn cây đại mỹ nhân này các bạn hoa thì tôi không thấy nó thơm nhưng mà khá là đặc sắc một năm ra hoa được khoảng 3 lần thì cái lần này á là lần thứ ba này mấy lần trước này các bạn đây vòi này hết hoa đó nhiều lắm lần trước thì ra một 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 lần được khoảng 5 đến 6 vòi hoa hôm nay là còn lại sót lại cái hoa này hoa hôm nay không đạt bọ trị quá nhiều đến mùa bọ trĩ rồi ngày mai tôi sẽ phun thuốc bọ trĩ thì thuốc bọ trị các bạn nên đổi thuốc liên tục nhé. Thuốc dị được miễn là thuốc bọ trĩ nhưng mà nên đổi thuốc liên tục. Cứ 3 đến 5 ngày phun một lần. Phun liên tục 2 lần đến 3 lần là ok. Thật là tai hại. Bọ trĩ nó nhiều đến mức độ mà làm cho cây lan của mình á, vừa nở đã có thể tàn rồi. Một giống lan trầm rất là đáng yêu. Dễ thương. Hoa to. Tươi. Và cực kỳ là thơm luôn cây này lại dễ ra hoa dễ chơi dễ chăm còn để biết được cụ thể là cây trầm gì thì chúng ta phải nhìn vào cái lá mới biết được đây là cây trầm lá biên nhé các bạn lá biên vàng hoa của cây này rất là giống cây trầm cửu long không hiểu là có họ hàng hay là có là con cháu hay là cha mẹ gì của, của của cây cửu long không nhưng mà y chang luôn một mắt thì ra được hai bông nếu mà cây này trăm ba năm không thay chậu mà lại đủ phân thì cây có thể to bằng ngón tay cái to hơn nữa cơ và cây có thể cao khoảng tầm một mét đấy đây là một cây rất là đáng để sưu tầm trong giàn nhé các bạn đó đợt trước thì tôi sưu tầm được hai Cái ki Hôm nay ra được hoa như vậy mời các bạn ngắm. Cái này thì lên đến clip thì chắc là chắc là sẽ gả luôn. Có khi là đến lúc các bạn xem được clip này thì nó đã về nhà chồng rồi. Hoa thơm thật. Cái này ưa nắng lắm các bạn nhé. Cho nên cho ăn nắng ở dưới một lớp lưới là được. Còn phân này. Đấy, cứ bón tẹt đi, thoải mái Phun cũng được, nhưng mà như tôi thì tôi hơi lười nên tôi không phun gì cả Bông thập hoa tím này có đáng yêu không các bạn? Tím rất là đậm luôn Hồi xưa học trò tôi kỷ niệm tôi một cây Một cây thôi nhé Mà sau đó tôi tách ra Nó để tôi tách ra trồng được hai chậu rồi sau đó thì nó cứ ra ki rồi để và tôi cứ tách ra đấy sau đó thì mình bán bớt những cái ki những cái cây nhỏ nhỏ đi cuối cùng bây giờ còn lại một chậu chậu rất là bự luôn hôm nay quay clip để tôi sẽ tách ki ra để tôi trồng tiếp đây, những cái kỳ như này, là hiện tại là giá thị trường nó đang khoảng 200 này. Một kỳ. Đây là hàng hiếm nha các bạn. Thập hoa nhưng mà rất hiếm. Siêu đậm luôn. Dĩ nhiên là cái màu sắc thì nó sẽ thay đổi một chút theo quá trình nở. Nhưng mà như này là nhạt hơn so với lúc mới nở rồi đấy. Lúc mới nở nó đậm lắm các bạn ạ. Đậm khủng khiếp luôn. Ấy. Mà được cái cây này nó ra hoa quanh năm. Hầu như là lúc nào cũng có hoa. Chẳng hết hoa bao giờ luôn á kỳ thì ít nhưng mà hoa thì rất nhiều. Một cọng nó cứ ra hoa đuổi, ra hoa liên tục, đây này nụ này. Đấy, nụ nụ kìa. Nụ này. Nụ kìa. Thì cứ hết hoa, ví dụ cái này hết hoa này xong lại ra nụ tiếp này. Cho nên là khi mà một cái cây mà càng dài ấy, thì nó ra hoa càng lâu, hoa nó cứ hết lứa này đến lứa khác, gọi là quanh năm. Nếu mà nói là ra hoa một năm được 3, 4, 5 lần thì không đúng Mà phải nói là lúc nào cũng có hoa Thế nó mới ghê chứ Hoa này thì được cái nó to hơn những cái hoa thập hoa bình thường khác To hơn nhiều luôn á Trời ơi nó xinh không? Tươi chưa? Cái này tôi không dám phun bất cứ một loại phân gì Cũng không phun thuốc gì luôn Chỉ bón gốc thôi cái giống này lá nó mỏng ấy các bạn cho nên là chăm sóc ở chế độ càng lười biếng thì càng thành công nhá càng siêng năng chăm á thì càng thất bại đấy thỉnh thoảng lại được một bông vôi tím đậm các bạn ạ đậm như thế này là khá đậm còn cái loại khác nó còn cực đậm cơ tím đậm hơn như vậy nhiều thì cái vôi tím này người ta lại gọi là vôi hồng nha các bạn không hiểu kiểu gì luôn. Cây hoàng thảo vôi á, nhìn nó khá là giống cây long tu, nên dễ bị nhầm lắm. Thành ra là đợi nó nở hoa thì mình mới biết được. Còn cái mùi thơm này thì phải nói là không thể chê vào đâu được. Mùi thơm cực kỳ ngọt ngào. Cái chậu của giả hạt cao 1 m chín này các bạn. Tuy là cao nhưng mà mình trồng theo cái tư thế này á thì mình đóng hàng phải nói là cực kỳ là dễ luôn còn đây là chậu nhạn mà trồng trong chậu nhựa này đóng hàng cũng rất đơn giản kiếm thì lại càng đơn giản ngoài kia thì đang mưa đấy các bạn tôi đang hong khô một số lan những cái chậu này thì trồng chậu nhựa đóng hàng đi thì tuyệt vời luôn ở đây toàn là chậu nhựa nên rất dễ chỉ có một cái chậu hỏa hoàng này thật là nhục nhã kiếm được 300.000 mà thấy lòi hết hai con mắt ra rồi các bạn ạ uhm, cái chậu gỗ này là mình mua vào đã rất đắt rồi nhé rồi vỏ thông này nhét vô trồng cây lan vào trong chậu này nó cũng đã hơi khó rồi dễ nó phi lòng hoa lòng hoàng ra lại phải uốn éo cắt tỉa các kiểu đấy bây giờ phải uh, quấn băng keo xung quanh sau đó lại phải nhét bão hoặc là nhét uh, bông hoặc là nhét uh, rêu vào trong này sau đó chẳng chằng, chằng qua để cho mình úp cái chậu xuống mà nó không rớt ra thể ra rồi cho vào trong thùng cũng chưa biết là cho trong thùng cái kiểu gì luôn nhưng mà phải phấn đấu làm sao mà đến nơi tay khách không gãy một cái lá không dụng một cái nụ thì gọi là ok đấy là mục tiêu còn dĩ nhiên là dụng một vài cái nụ thì cũng không tránh được còn lá thì chắc chắn là phải phấn đấu để không bị gãy rồi đóng hàng đi cho khách mà gãy lá thì khách hàng họ cũng sẽ hơi buồn có một số người họ sẽ thông cảm nhưng có một số người họ cũng chẳng thông cảm cho mình đâu tại vì đây là việc của mình mà nhưng mà tôi hứa với các bạn là sau này tôi sẽ không bao giờ trồng lan đơn thân vào chậu gỗ nữa Trồng kiểu này á Đóng hàng đi muốn 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 rồ luôn đó các bạn ạ Quá là vất vả luôn Mà cái chậu này nó còn đắt tiền đấy chứ Đấy Không bán thì chết đói Mà bán thì khổ Mà ngồi đóng hàng như này thì Thì ức Nhưng mà mất nhiều thời gian lắm Đóng hàng đóng xong một cái chậu này thôi Đã hết hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà ví dụ như một ngày mình làm được một triệu thì mình đóng như vậy là mất hơn 50.000 tiền đóng hàng một chậu rồi. Cứ như trồng chậu nhựa này lại dễ làm này, Đó. rất là đơn giản. Sau này cứ chậu nhựa mà táng thôi. Kể cả chậu gỗ này cũng là một sai lầm này. Ngày xưa tí ta thì tởn trồng vào chậu này cho nó thể hiện được cái đẳng cấp. Nhưng mà nhà vườn như mình thì cần gì cái đẳng cấp ở cái chậu. Cái nào chơi ấy thì đúng chơi thì thể hiện đẳng cấp bằng chậu những chậu gỗ là ok nhưng mà mình làm kinh tế mà mình chơi kiểu này là thua rồi cuối cùng thì cũng ổn các bạn xem nhé này đấy mình lật này không đổ này không rớt giá thể ra này ok bây giờ thì tiếp tục làm cái đống kia còn cho vào thùng thì chắc là phải đợi tối thôi tối làm tiếp các bạn ạ